Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Vườn Sen Đá xin giới thiệu với các bạn một cái vấn đề khá là thường gặp khi mà chăm sóc sen đá tại những cái vùng khí hậu nóng như Sài Gòn. Thì đó là vấn đề mà cây bị cháy nắng. Như mình thường nhắc nhiều lần là việc mà chăm sóc sen đá thì nắng là yếu tố rất là quan trọng. Tuy nhiên khi mà phơi nắng quá nhiều hoặc là phơi nắng vào những cái thời điểm nắng quá gắt trong ngày, ví dụ như nắng vào lúc giữa trưa 12 giờ hoặc là những cái chỗ quá nóng, thì sẽ có một vài cây sen đá nó sẽ có biểu hiện cháy nắng. Thì biểu hiện cháy nắng của cây nó sẽ như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem một vài cây bị cháy nắng ở vườn ha. Đầu tiên đây là sen ngọc bích. Thì sen ngọc bích thì những cái lá non hầu như là bị cháy đen. Và các bạn xem ở đây, cái biểu hiện khá là rõ rệt, cây bị cháy xém. Còn đây là một loại sen giống mới, thì loại này chịu nóng cũng không tốt lắm. Cây không bị cháy xém như lá của cây ngọc bích, nhưng mà lá đã chuyển sang màu nâu như thế này. Thì lá như thế này thì không phải là do úng, mà là do nắng quá gắt hoặc là quá nóng. Còn đây là sen má hồng. Sen má hồng cũng có biểu hiện tương tự như cây vừa rồi, thì đầu lá bị cháy đen, có lá thì nó bị cháy hẳn, nhìn như là úng vậy nhưng mà không phải là úng. Cái này là do bị cháy nắng hoặc là quá nóng rồi các bạn. Còn đây là một cây sen đế vương, thì hầu như là cây bị chết luôn các bạn. Thì nhìn cũng biểu hiện tương tự, đó là cây bị cháy đen. Này thì biểu hiện cũng chưa khá là nặng, nhưng mà cũng có biểu hiện là bị cháy nắng, là đầu lá bị cháy xém rồi. Vậy thì khi mà một cây sen đá đã bị cháy nắng thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đối với những cây mà lá nó chỉ mới như vậy thôi thì các bạn cứ bứt những cái lá bị hư ra. Sau đó thì các bạn chuyển cây vào nơi có nắng nhẹ hơn. Nắng tốt nhất để phơi cho cây đó là nắng trước 10 giờ hoặc là nắng sau 2 giờ. Hoặc là các bạn cũng có thể phơi nắng qua một cái lớp lưới, lưới trồng lan, thì cái lượng nắng nó sẽ dịu hơn, thì cây nó tránh cái trường hợp bị cháy nắng. Thì nguyên nhân tại sao cây bị cháy nắng thì có khá là nhiều. Thứ nhất là các bạn phơi nắng vào những cái thời điểm nắng quá gắt, ví dụ như nắng giữa trưa, từ nắng tầm từ 11 giờ đến nắng 2 giờ là nắng rất là gắt, thì cây dễ bị cháy. Thứ hai là vào những cái mùa mưa như thế này, thì khi mà có những ngày trời rất là mát, sau đó thì cây lại sau đó những cái ngày nắng thì lại đến đột ngột, thì cây nó dễ bị tình trạng như thế này. Còn có một nguyên nhân khác là khi mà các bạn thay đổi chỗ trồng, hoặc là khi mới mua cây về thì cây nó chưa quen với lại chỗ trồng của mình, thì các bạn nếu mà phơi nắng quá nhiều thì cây cũng có tình trạng như vậy. Thì để khắc phục thì các bạn khi mà mới thay đổi chỗ trồng cho cây hoặc là mới mua cây về, thì các bạn nên trong tuần đầu tiên thì các bạn nên phơi nắng khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thôi. Sau khi mà cây đã quen dần với chỗ trồng rồi thì các bạn tăng lượng nắng lên bình thường của cây, nó là nắng 3 đến 4 tiếng. Và tốt nhất là vẫn nên phơi nắng trước 10 giờ hoặc là nắng sau 14 giờ. Với những chia sẻ của Vườn thì hy vọng các bạn sẽ tránh được những cái trường hợp đáng tiếc như thế này. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Vườn để cùng theo dõi những clip bổ ích tiếp theo nha.